Cầu thủ Quế Ngọc Hải bị tung tin giả đã qua đời vì tai nạn. Mới đây trên mạng xã hội đột nhiên lan truyền thông tin cầu thủ Quế Ngọc Hải không may qua đời vì tai nạn giao thông. Đây đều là những tin tức bịa đặt sai sự thật nhưng lại được chia sẻ với tốc độ chóng mặt gây hoang mang cho người đọc. Quế Ngọc Hải là cầu thủ trẻ đang chơi cho câu lạc bộ Viettel, nhận được rất nhiều sự yêu mến của người hâm mộ bóng đá. Thế nhưng mới đây lại xuất hiện những thông tin chàng cầu thủ này đã giải nghệ hoặc là qua đời. Thông tin này khiến cho rất nhiều người hâm mộ hoang mang lo lắng. Thực tế, toàn bộ những bài đăng này đều là những tin tức giả bị các đối tượng xấu đưa lên nhằm câu lượt xem, từ đó phục vụ cho mục đích khác của mình. Ngay sau đó không lâu, Quế Ngọc Hải đã nhanh chóng đính chính thông tin sai lệch trên trang cá nhân bằng hình ảnh tươi cười rạng rỡ. Dư luận qua đó cũng cảm thấy an tâm hơn về tình hình hiện tại của nam cầu thủ. Với sự việc này, rất đông người hâm mộ của Quế Ngọc Hải hy vọng cơ quan chức năng sớm vào cuộc để xử lý người đã tung tin sai lệch. Trước đó, việc chia sẻ thông tin giả mạo sai sự thật trên mạng xã hội sẽ phải nhận mức phạt tối đa 12,5 triệu đồng. Tuy nhiên, từ ngày 15 tháng 4 năm 2020, quy định xử phạt đã có thay đổi với hình thức mạnh hơn để ngăn chặn tin giả, gây hoang mang dư luận. Cụ thể, tại Điều 101 Nghị định số 15-2020 quy định phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Bên cạnh đó, nghị định cũng đưa ra phương án để khắc phục hậu quả, buộc gỡ bỏ những đoạn clip, bài đăng sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn cho người xem. Các quy định này được xem là biện pháp cứng rắn hơn, giúp quản lý các hành vi của tổ chức cá nhân trên môi trường mạng xã hội. Đã có không ít người cuộc sống bị ảnh hưởng từ những thông tin sai lệch trên mạng này. Vì vậy, bên cạnh lên án những hành vi tương tự, người dùng mạng cũng nên sáng suốt hơn trong việc chọn lọc thông tin mà theo dõi.